Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video cập nhật tin tức hôm nay của kênh Susu Su TV nhé. Tiếp tục có một số thông tin mới trong ngày hôm nay nữa nha mọi người. Mới đây, nam danh ca Mạnh Quỳnh chia sẻ anh cảm thấy hân hoan tại Hà Nội. Kết thúc hai show diễn tại quê nhà và chuẩn bị cho hành trình thiện nguyện tại các bản làng xa xôi. Mạnh Quỳnh xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý khán giả khắp nơi trên toàn thế giới và tại Việt Nam đã chung tay cùng mạnh quỳnh thắp lên lời nguyện cầu tới nhân dân miền bắc thân yêu sáng sớm ngày mai mạnh quỳnh sẽ lên đường tới những bản làng xa xôi tại hai tỉnh lào cai và yên bái để cùng chia sẻ những đau thương mất mát của người dân thời gian vừa qua tất cả khâu chuẩn bị đã được hoàn tất quỳnh sẽ cập nhật những hình ảnh của hành trình này tới quý khán thính giả thân yêu chúc muôn nhà tuần mới an lành mến mạnh quỳnh anh chia sẻ ba bức ảnh một bức ảnh sau đêm diễn à, ở tại sân khấu đêm nhạc mạnh quỳnh là nguyện cầu rất nhiều hoa tươi của fan hâm mộ gửi tặng những bó hoa tươi thắm thay cho tất cả những lời nói thân thương của fan hâm mộ dành cho ca sĩ mạnh quỳnh thêm hai bức ảnh nữa là bức ảnh xe tải đã lên hàng lên những túi quà ở trong xe tải đầy ấp và chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện và sáng hôm nay thì ca sĩ Mạnh Quỳnh tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến đi uh, chuyến hành trình bắt đầu Lào Cai ơi chờ Mạnh Quỳnh và Phan nhé. Chúc muôn nhà ngày mới vui vẻ bình an mến Mạnh Quỳnh. À uh, cả đoàn uh, đó chính là FC màu tím thân thương của ca sĩ Mạnh Quỳnh đã cùng nhau chụp ảnh trước khi xuất phát và à uh, bên những chiếc xe và sau đó mọi người đã có một bữa ăn sáng à, thì nhìn cái tinh thần của FC ca sĩ Mạnh Quỳnh màu tím thân thương hết sức là năng động nhiều fan hâm mộ để lại bình luận trân trọng một tấm lòng nhân hậu của người con xa xứ luôn nhớ về quê hương thân yêu của mình chúc em và mọi người chuyến đi thiện nguyện mạnh khỏe hạnh phúc thượng lộ bình an nhé Tuyệt vời quá, anh Mạnh Quỳnh ơi, rất là ý nghĩa nhé. À, vậy là hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái sẽ được nhóm của ca sĩ Mạnh Quỳnh đến để tặng quà giúp bà con vượt qua cơn bão lũ vượt qua. À, và thông tin chia sẻ của ca sĩ Mạnh Quỳnh đã nhận hơn 1.000 lời bình luận. À, đa số mọi người đều để lại là cảm động quá. Chúc anh Mạnh Quỳnh và đoàn thiện nguyện thật nhiều sức khỏe bình an vạn dặm nha yên bái lào cai đang chờ đón em mạnh quỳnh cùng đoàn thiện nguyện chúc cho chương trình thiện nguyện của ca sĩ mạnh quỳnh thành công tốt đẹp à, vậy là lần này nam danh ca mạnh quỳnh à, đã làm một việc hết sức là hay nhân văn nên nhận được rất nhiều những lời khen mọi người cũng cảm ơn ca sĩ mạnh quỳnh đã tương thân tương ái đến với đồng bào đang bị khó khăn. Vậy là nam danh ca mạnh quỳnh vừa cập nhật chuyến đi uh, chuyến xe nghĩa tình uh, của uh, fc màu tím của anh uh, đến tận những nơi uh, những uh, dùng làng xa xôi hẻo lánh đang cần sự giúp đỡ. Thì uh, nếu mà ca sĩ mạnh quỳnh có cập nhật những thông tin gì mới thì mình sẽ cập nhật uh, vào trong video sau cho mọi người cùng biết nhé. Kế đến mình sẽ cập nhật tiếp thông tin của đàn gà con và đặc biệt thông tin mới nhất khá là vui đến từ quản lý Diễm Phạm mới đây thì Diễm Phạm tiếp tục chia sẻ một thông tin cực kỳ vui mọi người có đoán là được thông tin gì chưa nè mình xin chia sẻ thêm à, nội dung như thế này kế hoạch công tác tháng 10 âm lịch cho hệ thống nhà hàng Buda Chai xong chi nhánh thứ ba Buddha Chai ra mắt đến nhà mình trong năm nay luôn. À, chia sẻ một số bức ảnh mà à, đội ngũ quản lý nhà hàng đang test các món ăn lại, chuẩn bị thêm vào thực đơn những món ăn mới hấp dẫn thực khách hơn. À, thông thường thì à, Diễm Phạm sẽ tổ chức một cái à, buổi à, để à, các đầu bếp của hai quán Buddha Chai à, nấu các món ăn à, cũng như là À, trình là những cái menu mới à, để à, đội ngũ quản lý test trước sau đó à, mọi người cảm thấy ưng ý món nào hoặc là món nào ngon thì mới à, ra mắt thực khách tức là mới đưa vào cái menu của nhà hàng để bán đó mọi người thì quá trình này mình thấy rất là chỉnh chu nha làm việc hết sức là căng thẳng và à, các đầu bếp cũng làm việc hết sức mình sáng tạo đưa ra thêm vào menu những món mới để nếu chân thực khách nhiều hơn. Bên cạnh đó, một đoạn clip quay quản lý diễm Phạm cùng với một số anh em đi thuê một căn nhà để tiếp tục mở quán Bora Chai thứ ba. vị trí này nằm ở quận Gò Vấp nha. Đây là một cái thông tin vui cho những fan hâm mộ đang ở Gò Vấp có thể đến thưởng thức ẩm thực chay ở cái cự ly gần, khỏi phải đi xa qua tới quận nhất, quận à, là quận 5. Thì à, vị trí này khá là đẹp, nằm trên con đường Phan Văn Trị. View thì rất là ngon lành nha mọi người. À, thì chắc có lẽ à Diễm Phạm cũng đã đàm phán với chủ nhà để có thể thuê ngôi nhà này mở cái quán chay thứ ba. À, vậy là sắp sửa hoàn thành tiếp thêm một cái tâm nguyện là mở rộng các chi nhánh của quán buda chai thì rất nhiều uh, fan hâm mộ sau khi xem được đoạn clip rồi những bức ảnh mà Diễm Phạm chia sẻ nên có những cái bình luận ở dưới bài đăng của Diễm Phạm uh, khen uh, view này đẹp lắm đó ba uh, chúc mừng đại gia đình phi nhung chúc mừng Diễm Phạm vì tình bạn vì các con đã vất vả thương yêu các con nhiều. Chúc cho Buddha Chai thêm nhiều chi nhánh hơn nữa, làm ăn phát tài, phát lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, phát triển rực rỡ nha. À, sự phát triển thêm một quán chai như thế này à, cũng làm phan hâm mộ rất là vui mừng và ai nấy cũng hẹn với nhau sẽ ghé đến ủng hộ. Riêng Diễm Phạm cũng để lại bình luận, à, cố gắng từng ngày thật ra trong thời gian qua mọi người đã thấy sự cố gắng miệt mài làm việc của diễm phạm bên cạnh đó diêu dắt các con trên con đường ca hát và qua show ba cô con gái vừa qua thì diễm phạm cậu thanh huy cũng đã làm việc hết sức mình đội ngũ ekip hậu vệ của đại gia đình chị hai luôn đoàn kết thật bền chặt do đó mọi người liên tục gửi những lời chúc mừng dưới trang quản lý à, đã quá lại có thêm một nơi để mọi người tới thưởng thức món chay ngon xuất sắc của Buddha chai luôn vừa ăn ngon và vừa nhìn thấy người ấy lại có thêm bình luận ship phó Diễm Phạm yên tâm mở rộng chỗ nhà hàng Buddha chai nha chắc chắn ở nơi đâu cũng sẽ đầy khách vì ship lớn luôn đồng hành cùng Diễm nè à, tuyệt vời quá phải không mọi người đây là một cái tin vui mình muốn chia sẻ tới mọi người ngày hôm nay nhé. Video chia sẻ tin tức của Soso TV đến đây xin kết thúc. Rất mong cả nhà hãy tiếp tục đăng ký, like, ủng hộ giúp cho kênh mình với nhé. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.